Ờ, trên màn hình của chúng ta thì đang có một cái bức ảnh trông khá là đặc biệt vì nó rất là phi vật lý, phi logic. À, tuy nhiên, đây là một bức ảnh rất là ấn tượng và chúng ta cùng nhau xem xem là cái cách thức mà để chúng ta có thể làm ra cái bức ảnh này là như thế nào. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau xem xét cái bức ảnh gốc. Đây, chúng ta cùng nhau xem xét cái bức ảnh gốc. Bức ảnh gốc là một bức ảnh hoàn toàn bình thường một con thuyền đang trôi trên mặt biển và bây giờ chúng ta xem lại kết quả sau khi mà chúng ta xử lý thì cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ gọi là kỹ thuật um, uốn cong cái phối cảnh và để thực hiện thì rất là đơn giản chúng ta chỉ cần nắm được một vài kỹ thuật ví dụ như là nhân bản layer xoay lật layer và uh, kỹ thuật tạo vùng trọn với polygon lasso và cuối cùng là kỹ thuật tạo mặt nạ nào, bây giờ chúng ta cùng nhau uh, bắt tay vào làm việc nha um, Trước hết thì chúng ta mở cái bức ảnh gốc ra Và um, bức ảnh gốc này nếu các bạn muốn mà uh, có bức ảnh gốc như thế này Thì một tí nữa các bạn có thể là uh, tải ở đường dẫn ở dưới phần comment ở bên dưới Đây, bây giờ trước tiên là chúng ta chọn uh, mở layer ra như thế này Và để nhân bản nó thành một layer mới Thì thao tác đơn giản nhất là chúng ta nhấn Ctrl G sau khi nhấn Ctrl G thì chúng ta sẽ được một cái layer mới như thế này và chúng ta sẽ vào menu edit trong menu edit chúng ta chọn transform và chúng ta chọn lệnh flip horizontal lệnh này nó sẽ giúp cho lật ngược cái bức ảnh của chúng ta lại kế tiếp thì chúng ta lại vào menu edit lại chọn transform một lần nữa nhưng lúc này thì chúng ta sẽ chọn lệnh rotate 90 độ quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ và lúc này chúng ta sẽ thấy là cái bức ảnh nó được dựng lên vuông góc kế tiếp thì chúng ta sẽ uh, gióng hàng cho nó bằng cách là chúng ta giữ ship chúng ta chọn cả hai layer cả lớp uh, nhân bản lẫn cái lớp background sau đó các bạn hãy nhìn lên trên thanh option và các bạn bấm vào biểu tượng align left để gióng hàng về bên trái và align top để gióng hàng về đỉnh bây giờ chúng ta sẽ Uh, thu uh, thu nhỏ lại nhé Nhấn Ctrl An cách nhé Để chúng ta hoán chuyển tạm thời sang thành uh, Cái công cụ uh, zoom out Click một cái Rồi bây giờ chúng ta đã nhìn thấy toàn cảnh Cái bức ảnh như thế này uh, Và bây giờ Chỉ còn một uh, cái thao tác là Tạo vùng trọn và tạo màn ảnh đã thôi Thì bây giờ các bạn hãy vào uh, Các bạn chọn Polygon Lasso Sau đó Các bạn uh, tạo vùng trọn cho tôi Góc trên click một cái kéo xuống góc dưới này click một cái sang bên này click một cái và cuối cùng khép kín nó lại như vậy là chúng ta sẽ có một cái vùng chọn ở góc tam giác như thế này kế tiếp thì chúng ta chỉ làm một thao tác đơn giản nữa là chúng ta chọn cái layer một và bấm vào biểu tượng S layer mask ở dưới đáy của layer panel thao tác này nó sẽ tạo ra một cái mặt nạ và nó che cái phần ảnh không nằm ở trong vùng chọn đi, chỉ giữ lại cái phần ở trong vùng chọn thôi và kết quả thì đây các bạn nhìn chúng ta đã có một cái cái bức ảnh giống hệt như là vài mẫu ở đây là một kỹ thuật rất rất dễ và các bạn hoàn toàn là có thể là tìm những cái bức ảnh phù hợp của mình và áp dụng nó một cách sáng tạo để có thể tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng hy vọng là cái video nho nhỏ này thì sẽ giúp các bạn có thể là tạo ra những cái bức ảnh độc đáo của riêng mình